Kính chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với quý thầy cô và các bạn một cái sản phẩm, đó là loa trợ giảng Acer MR2500. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho giáo viên hoặc là những người thuyết trình, thường xuyên là phải thuyết trình. Nó sẽ hỗ trợ cho quý thầy cô, rồi thì các bạn trong cái việc là giảng bài rồi thuyết trình ở trên lớp, để hạn chế cái việc là viêm họng hoặc là viêm thanh quản, viêm đường dây âm thanh của các bạn thầy cô. Thế thì sản phẩm của chúng ta là Acer MR2500. Nó có các màu là đen và đỏ. Thì hiện tại là đây là cái bản màu đen. Đầu tiên là chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng. Thì cái này không cần phải xem, bởi vì là cái ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ tiếng Trung Quốc. Tiếp theo là sản phẩm micro không dây. Đây là một sản phẩm micro không dây, bắt với cái loa trợ giảng là không cần dây. Thầy cô có thể đeo lên tai nghe, đeo lên tai của quý thầy cô, và có thể là di chuyển khắp lớp, khắp cái vị trí thầy cô giảng bài, mà cái loa trợ giảng thầy cô có thể để ở một chỗ, để ở trên bàn giáo viên chẳng hạn. Đấy, sản phẩm thứ nhất. Cái sản phẩm thứ hai. Sản phẩm thứ hai là cục sạc dành cho cái tai nghe không dây đó. Có cái điện áp ra là 5V 500 mA. Sản phẩm trong hộp tiếp theo đó là cục sạc. Cục sạc này là dành riêng cho cái loa trợ giảng của quý thầy cô, và có điện áp ra là 9,5V 400 mA. Tiếp theo đây là dây đeo. Dây đeo là quý thầy cô có thể là dùng móc vào cái loa trợ giảng để đeo vào bên người. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo, và sản phẩm đó là chính, sản phẩm chính đó là thiết bị loa trợ giảng của chúng ta. Đấy. Và bên trong hộp còn có một cái sợi cáp dây 3.5. Cái sợi này các thầy cô, các bạn có thể sử dụng để kết nối âm thanh từ điện thoại, máy tính và máy tính vào với lại cái thiết bị loa trợ giảng này. Và chúng ta đi vào chi tiết của cái loa trợ giảng. Loa trợ giảng có cái thiết kế rất là nhỏ gọn, nhưng mà cái loa thì lại rất là lớn, để phát huy cái tác dụng của nó, loa rất là lớn. Và bên trên các phím điều khiển chúng ta có núm. Thứ nhất là núm bên trái này là núm bật micro. Đấy. Và phím này có tác dụng là tăng và giảm độ vang cho micro. Thế và cái độ vang này thì các thầy cô có thể nói để cho nó hay khi mà chúng ta tăng độ vang lên, hoặc là có thể sử dụng trong cái việc là hát karaoke. Tí nữa tôi sẽ thử xem cái chức năng này chúng ta có thể áp dụng vào việc hát karaoke có ok không. Phím tiếp theo trên thiết bị này đó là có ký hiệu chữ M. Đây là viết tắt của từ mode, tức là lựa chọn các chức năng của cái thiết bị này. Ví dụ như là chức năng Bluetooth để kết nối với điện thoại, hay là chức năng đài FM, vân vân. Phím tiếp theo là phím tạm dừng hoặc là phím play của thiết bị, để khi chúng ta chạy trên USB hoặc thẻ nhớ thì chúng ta dùng cái phím này để tạm dừng hoặc là để chạy cái file âm thanh của chúng ta. Tiếp theo là cái jack 3.5. Thì jack này nó tích hợp cho chúng ta, một là chúng ta có thể cắm cái dây 3.5 vào lấy nhạc từ điện thoại hay là máy tính. Đây, chức năng thứ nhất của cái phím cái jack 3.5 là như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể cắm cái mic có dây. Đấy, cắm cái mic có dây vào đây để chúng ta có thể nói
Đấy, song song là chúng ta có thể dùng hai mic được, nếu chúng ta có cái mic có dây nó cắm vào đây và một cái mic không dây. Thế và tiếp theo là cái phím quay trở lại track trong cái file âm thanh, người ta quay lại một bài và phía bên cạnh là tiến lên một bài. Thế và bên trên bên phải của chúng ta là có cái phím cái nút để chúng ta chỉnh, đó là to và nhỏ âm lượng toàn bộ cả mic lẫn nhạc cho cái thiết bị loa trợ giảng này, và nó cũng đồng thời nó tích hợp sẵn cái công tắc để chúng ta bật cái thiết bị này lên. Đấy, đây người ta bật lên này, thì ở đây nó có cái đèn báo luôn. Đấy, và ta vặn to lên về phía xuôi kim đồng hồ ấy thì là nó to. Đấy, và vặn ngược lại thì nhỏ, hoặc là chúng ta sẽ vặn hết thì nó là cái nấc công tắc để tắt thiết bị. Thế và bên cạnh cạnh của chúng ta có các chức năng sau. Thứ nhất là cái khe cho thẻ nhớ micro, thẻ nhớ micro cho nhét vào đây. Thứ hai là chúng ta có thể chạy với USB, cắm USB ở đây để chạy các file âm thanh. Đấy. Và đèn báo. Bên dưới nữa là cái jack cấp nguồn để sạc 9,5V. Đấy. Và đằng sau chúng ta có hai cái móc. Đấy, có hai cái khuỷu để chúng ta móc cái thiết bị dây vào để chúng ta đeo. Đây, chúng ta luồn cái sắt để móc vào đây. Thế và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các chức năng của cái thiết bị này. Thiết bị Acer 2000 MR 2500. Rồi, để cái hộp này một bên này, chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên các thầy cô sẽ bật cái thiết bị loa trợ giảng này lên bằng cái phím, ta nhìn đối diện là phím bên trái này, ta xoay theo kim đồng hồ, và khi có tiếng tách tức là thiết bị đã được bật và đèn đồng thời là báo cho chúng ta biết, và chúng ta sẽ vặn từ từ lên để chỉnh cái âm lượng. Đấy, sau đó khi các thầy cô muốn giảng bài thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến micro, và micro này là micro không dây. Đấy. Nên sau đó là chúng ta gạt cái công tắc ở phía dưới, đồng thời là nó có đèn báo ở đây là nó đã kết nối được với lại loa. Bây giờ tôi thử nhé. Alo. À, ta bật cái công tắc, xin lỗi, bật cái công tắc để kết nối với mic. Đấy. Và đây là đồng thời là cũng là độ vang của mic nữa. Và đấy, ta vận từ từ. Và đây tôi đang nhìn đối diện vào cái này thì nó có tiếng rú. Tức là khi mic với lại loa này đối diện với nhau ở ở cái cự ly gần thì nó sẽ có tiếng rú. Còn khi các thầy cô giảng chúng ta xoay lên trước như thế này thì nó sẽ không có tiếng rú. Đây là cái thiết bị. Đấy. Chúng ta có thể chỉnh to nữa lên và các thầy cô nghe thấy là rất là rõ trong và âm thanh rất là hay. Thế và chúng ta làm gì được với lại cái thiết bị này? Thứ nhất là các thầy cô có thể sử dụng để trợ giảng trên lớp rất là hiệu quả trong cái việc là các thầy cô phải nói nhiều, giảng bài nhiều thì nó sẽ hỗ trợ cho các thầy cô không phải là nói lớn lên mà chỉ nói ở cái âm lượng bình thường là học sinh cũng có thể nghe được qua cái thiết bị này. Thế và cái nữa là tôi cũng thấy rất là thú vị, đó là khi các thầy cô mà dạy cái bộ môn tiếng Anh thì chúng ta có thể sử dụng điện thoại để phát không dây qua cái thiết bị này khi chúng ta dạy các file nghe. Đấy, đấy, thấy rất là tuyệt vời. Thế và bây giờ tôi sẽ kết nối cái thiết bị này với lại điện thoại. Này, chúng ta bật Bluetooth lên. Thế trước khi bật kết nối được thì chúng ta sẽ sử dụng. Thế và để kết nối Bluetooth được với cái thiết bị này thì các thầy cô làm như sau này. Các thầy cô nhìn thấy cái biểu tượng chữ M, các thầy cô nhấn một lần. À, Đánh giá模式. Tận tay liên chi. khi đó thì sẽ có
cái chức năng Bluetooth được kích hoạt qua cái thiết bị loa trợ giảm này. Thế và chúng ta sẽ mở điện thoại ra. Ta bật Bluetooth lên. Và chúng ta dò tìm đã thấy trên điện thoại đã xuất hiện cái sản phẩm có tên là MR2500 và chúng ta kết nối vào. Liên chi thành công. Và như vậy là chúng ta đã kết nối xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ phát âm thanh, phát nhạc trên điện thoại chúng ta qua cái thiết bị này. Rất là hay. Khi các thầy cô mà dạy tiếng Anh thì không cần phải nhiều cái thiết bị loa đài cồng kềnh khác. Chúng ta chỉ cần một cái loa trợ giảng này là các thầy cô có thể là giảng bài, dạy nghe, dạy file nghe rất là hữu ích và rất là tiện dụng. Thế và ví dụ ở đây các thầy cô có thể sử dụng cái chức năng thứ hai trong cái việc các thầy cô áp dụng vào việc giải trí, đó là hát karaoke. Okay. Chúng ta thử xem nhé. Các thầy cô sẽ mở YouTube lên này. Đấy. Và sẽ tìm một cái file karaoke nào đó. Karaoke. Rồi, đây có tìm lại một cái file là đừng nói xa nhau này. Các thầy cô có thể chỉnh cái độ vang cho nó vang một chút ở trên cái thiết bị này. Và chúng ta có thể hát karaoke. Tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha hóa tâm tư tròn mộng tròn mơ, với tình khẩm lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Vâng, xin phép vào dừng ở đây. Tôi hát vẫn không được hay, với lại này giọng cũng đang bị dạo này cũng đang bị viêm họng, nó hơi hơi khàn khàn một chút mà cũng không hát được. Đấy là thử cho các thầy cô có thể là áp dụng trong cái việc hát karaoke, tôi nghĩ cũng rất là tuyệt vời. Trên đây là cái phần đánh giá nhanh cái thiết bị này. Ở đây là mức âm lượng tôi cũng để ở mức nhỏ nhỏ thôi, nếu mà bạn lớn lên là cũng rất là lớn, rất là lớn. Và các thầy cô có thể là tùy chỉnh cái tiếng vang để cho nó phù hợp với lại mục đích sử dụng. Chẳng hạn là trợ giảng thì chúng ta giảm vang đi một chút. Nhưng mà khi các thầy cô mà muốn hát karaoke thì các thầy cô tăng cái độ vang lên một chút. Vâng này. Rất là cảm ơn quý thầy cô các bạn đã theo dõi video. Các thầy cô và các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi thêm những cái clip hay hơn nữa về một số cái thiết bị thông minh. Xin cảm ơn chào quý thầy cô và các bạn.